toàn thể quý khán giả của Đài Việt Face TV. Hôm nay là sáng thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024. Thanh Thảo đang hiện diện ngay sảnh chính của Hy Viện, The Rene and Henry Segerstrom Center Concert Hall ở Costa Mesa, California, để chờ đợi một sự giới thiệu rất là quan trọng. Sau 35 năm dàn nhạc giao hưởng, Pacific Symphony Orchestra đã có một vị giám đốc âm nhạc và nghệ thuật mới. Mời quý vị cùng theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2024, hàng chục đại diện các công ty truyền thông cộng đồng dòng chính và đa sắc tộc đã tề tựu về The Rene and Henry Segerstrom Concert Hall tại Costa Mesa, Orange County, California. Họ đến đây để tham dự cuộc họp báo đặc biệt. Dàn nhạc giao hưởng Pacific Symphony Orchestra giới thiệu vị giám đốc âm nhạc và nghệ thuật mới Alexander Charlie. Through each performance, Pacific Symphony showcases the very best of our community's artistic soul. I love attending the summer concerts and seeing the, it says here, the multi-generational audiences. Okay, that's a big phrase. Have you ever seen Carl St. Clair working with the kids, teaching them how to conduct? Buổi họp báo có sự hiện diện của hai vị giám sát viên hội đồng quản trị quận Orange, đó là chủ tịch hội đồng giám sát Donald Wagner và giám sát viên Patricia Foley. So thank you for all that you've done. It's really a special day. The Pacific Symphony, in addition to cả hai vị đại diện cho hội đồng quản trị quận Orange đã có những lời phát biểu. And so not everybody is either comfortable or can afford to come here and enjoy the music, but they can go to the local park. Trong cửa tọa có đại diện Hy Viện Segerstrom Concert Hall và những mạnh thường quân kiêm thành viên hội đồng quản trị của dàn nhạc giao hưởng Pacific Symphony. I have to say, standing on this stage today, I'm filled with excitement and gratitude. The announcement we're about to make is not just a new chapter for Pacific Symphony, it's really a beginning of a thrilling new era for the arts in Orange County. It's a rare privilege for an orchestra to introduce a new music director. And as you all know, it's been 35 years since we've done that. We've had the opportunity and we've been blessed with extraordinary consistency in artistic leadership under the remarkable Carl St. Clair. His vision, passion, and musical brilliance have shaped the Pacific Symphony into the extraordinary ensemble it is today. We owe him our deepest gratitude for his dedication and the indelible mark he leaves on Orange County. Ông John Forsythe, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pacific Symphony Orchestra, đã nói về quá trình tuyển chọn giám đốc âm nhạc và nghệ thuật mới kéo dài gần 2 năm trời và những nỗ lực của Ủy ban tuyển chọn nhân tài nhằm tìm một người tài năng và nhiệt huyết phù hợp với dàn nhạc giao hưởng này. Ông Forsythe đã nói, tôi rất vui mừng được chia sẻ tin tuyệt vời về một ngày đáng nhớ tại Pacific Symphony. Chúng tôi chính thức công bố Alexander Charlie là giám đốc nghệ thuật và âm nhạc tiếp theo của chúng tôi, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, tươi sáng và đầy cảm hứng cho dàn nhạc của chúng tôi. Their role went far beyond simply offering their own perspectives. They engaged thoroughly with their colleagues throughout the orchestra, gathering insights and feedback to ensure that the musicians' collective voice was central to our process. This deep level of involvement was critical in helping us find the right artistic leader for our future. Trong 35 năm qua, khi nhắc đến Pacific Symphony Orchestra, giới yêu nhạc giao hưởng liên tưởng đến giám đốc âm nhạc danh dự Carl St. Clair, người sẽ về hưu sau mùa trình tấu năm 2024-2025. Ông Mark Nielsen, chủ tịch Ủy ban tuyển chọn tân giám đốc âm nhạc, đã nói về sự hợp tác của ông với các nhạc sĩ phụ trách từng nhóm nhạc cụ trong dàn nhạc và trong quá trình tìm kiếm cũng như mời các vị điều khiển dàn nhạc khách mời từ các tiểu bang trong nước Mỹ cho đến nhiều quốc gia trên thế giới trong 2 năm qua, để rồi cuối cùng dẫn đến kết quả hôm nay.
We are thrilled we found someone whose creativity, artistic outlook, and experience are two things that define the Civic Symphony's vision. Before the announcement, it's my pleasure to introduce someone familiar to all of you. Maria is the executive producer and director at PBS SoCal. Known for her storytelling and for showcasing Southern California's art and culture scene, she has a long-standing relationship with Pacific Symphony, producing many programs, including Notes from Europe in 2006, a documentary on Pacific Symphony's first European tour, and another documentary on our tour to Carnegie Hall. A new documentary is about to be revealed on December 18th and 20th on PBS SoCal Plus and PBS SoCal, respectively. It's about Carl St. Clair's tenure with the Pacific Symphony, so I hope you'll view that. And music director, please welcome to the stage Alexander Shelley. Well, and for those of you, we had a lovely dinner last night with the board, so for those of you who were there, apologies, I'll repeat a couple of the anecdotes from last night. But I had, I think, now looking back, a pretty unusual childhood. In the home I grew up in, there were five grand pianos, three concert grand pianos, 12 foot long, and then two just regular grand pianos that were spread around the house. Because my father was a concert pianist, my father is a concert pianist, my mother was a concert pianist, she passed away a couple of years ago. She would have loved me to this, gosh. Or she would have been watching the live stream back in London. And so they needed a piano each to be able to practice separately, but they also, well, particularly when I was a child, played a great deal as two piano soloists in recital, but also with orchestra. So they needed in a room with two pianos in them as well. And then my grandmother, who lived in the house at the bottom, she was a pianist and a cellist, so she had her piano. And so lying there as a little boy in bed, going to sleep, I have sounds coming from left, right, north, south, east, west of pianos playing. And what I realized is that music is a language. And in fact, it's probably, along with visual arts, but which is very different, but it is a language which transcends time and culture. So that something written 300 years ago in a continent far, far away could speak to the deepest parts of each of us in a manner that is utterly intelligible. We could define absolutely what a composer is trying to transmit to us. Sự tương phản giữa cựu giám đốc âm nhạc St. Clair có lẽ không riêng về tuổi tác, mà còn viễn kiến của họ đối với hướng tiến tương lai của dàn nhạc Pacific Symphony. Tuy nhiên, điều tương đồng của họ là nỗ lực đưa âm nhạc đến với mọi giới trong xã hội và các cộng đồng sắc tộc khác nhau. Một phần trong những nỗ lực đó là chương trình giáo dục âm nhạc miễn phí Class Act của Pacific Symphony và các buổi trình tấu miễn phí tại nhiều công viên khác nhau trong cộng đồng, với sân khấu di động của chương trình Symphony on the Go. I didn't think all those things when I was three, but maybe there was a seed that was set there. So yes, I grew up in this house full of music, and I heard my parents communicating with one another through music. When you, as a 3 and 4 year old, see your parents sitting at two grand pianos playing music, listening, responding, you realize what's happening, you feel it deep inside you. So then I didn't think twice about my upbringing. But of course I realize now, well, what an extraordinary environment it was to grow up in. And honestly, I don't know why I'm not better at what I do, because there's so many people who grew up without music in their lives. I work with so many wonderful soloists, I know so many great conductors and great orchestral musicians. You get into conversation, you find out that they came to music when they were, you know, 7 or 8 because of a piece of art at school. You know, they had a great teacher who was passionate. And they're extraordinary. You know, I had this kind of head start, if you will, but I'm very grateful for it.
Well, you'll have that opportunity to inspire the young people here in Orange County. Right? Absolutely. So you play the cello. Yes, that's right. You traded in the bow for the baton. Correct. How was that transition? Well, it was a seamless transition, just like this one. I played the piano from when I was very small. There are like cute pictures of me in diapers at a piano. And my grandmother was a cellist as well, and she had a cello that sat under her piano when she wasn't using it, and I used to point it and say I wanted to play it. So there's cute pictures of me, not in diapers anymore, but in shorts, with a big cello looking that big. Buổi họp báo tràn ngập năng lượng và sự phấn khởi với cuộc trò chuyện thân mật và hấp dẫn giữa tân giám đốc âm nhạc Alexander Shelley và phóng viên Maria Hall Brown của chương trình PBS Soul Cow. Cuộc thảo luận của họ bao gồm viễn kiến của Alexander dành cho dàn nhạc Pacific Symphony, cách tiếp cận sáng tạo của ông đối với chương trình và cam kết của ông trong việc làm sâu sắc thêm mối liên hệ của dàn nhạc giao hưởng với cộng đồng. Chứng kiến niềm đam mê và sự nhiệt tình thực sự của Alexander đối với những gì sắp diễn ra trong tương lai là một sự thú vị mà đa số người hiện diện trong cử tọa đã đón nhận nồng nhiệt. Most of his life here, because everything is named after him. In fact, it was only a couple of years, and he absolutely hated the city. But in a great bit of marketing, they turned that one around, and everything was it. So we went to the Robert Schumann Music College there, and so we called it the Schumann Camerata. And the point being that from, I think, my mid-teens, when I was at high school, I asked to conduct the school orchestra, and they let me do it. And then I caught the bug. And my father, he gave me wise advice. He said, look, if you want to become a conductor, the most important thing is to actually conduct. It's, yes, of course, studying it and learning it, but you need to be in front of ensembles. You need to be learning how to communicate. And something that I think, again, looking back, was very helpful is that the Schumann Camerata that I founded in, when I was 18, 19, it was made up of friends, colleagues who were studying with me. And the only means I had to persuade them to play with me was by working with them in a manner that felt inclusive and felt like we were really doing something together as a team, because I couldn't pay them, and we couldn't pay each other. And it was only after we really molded something together that we were able to then build a little business, because then we started to do our own concerts. We put on our own cycles of concerts for people of our age. We were very passionate about that. We had 5 years of concerts called 440 Hertz, which brought together all the different genres of arts that we loved on stage. We're in a beautiful 900-seater hall called the Schumannsaal in Düsseldorf. And we would do some concerts that had kind of regular seating, other concerts we'd take all the seats out, people would just stand, we had DJs with us, we did these sorts of things. And I also, from when I was a kid, I've loved playing jazz, pop, keyboards. Symphony. His talents as conductor and music director and community builder have been lauded and praised internationally. And more importantly, he's captured the hearts and has inspired the qua thông điệp video, cựu giám đốc âm nhạc Carl Sinclair đã gửi lời chào mừng đến tân giám đốc Alexander Shelley, giám đốc âm nhạc thứ ba của dàn nhạc giao hưởng. Trong video, Carl Sinclair đã chia sẻ những lời tri ân chân thành dành cho Alexander và niềm tự hào của ông khi trao lại quyền chỉ huy cho một người kế nhiệm xứng đáng. Thông điệp của ông Carl Sinclair cũng đã nhấn mạnh đến di sản đáng kinh ngạc mà ông đã xây dựng tại dàn nhạc trong 35 năm qua và niềm tin của ông vào tương lai tươi sáng của Pacific Symphony dưới sự lãnh đạo của tân giám đốc âm nhạc Alexander Shelley. Điều này càng có nhiều ý nghĩa hơn khi Pacific Symphony chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. To conclude our event, our musicians of the search committee wanted to pay Alexander a little homage with some musical gift too. So we hope you enjoy it. Kỳ cựu của dàn nhạc đã trình tấu một giai điệu giao hưởng cổ điển, bài Water Music của Handel. Họ là những nhạc sĩ đã phục vụ trong ủy ban tìm kiếm tân giám đốc. Đây là sự tôn vinh tuyệt vời cho tinh thần hợp tác của quá trình tìm kiếm này và là một giai điệu phù hợp cho một chương sách mới mà dàn nhạc đang bắt đầu sang trang. Tuy rằng Alexander Shelley sẽ bắt đầu soạn và điều khiển dàn nhạc cho mùa trình tấu mới năm 2026-2027, ông sẽ điều khiển một số chương trình hòa nhạc cho mùa xuân năm 2025. Để biết thêm chi tiết và các chương trình trình diễn, xin vào pacificsymphony.org. Cuộc họp báo đã kết thúc vào lúc 11:30 sáng cùng ngày.
Kính thưa quý vị, sau 35 năm dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng tại quận Cam, dàn nhạc Pacific Symphony Orchestra đã có một vị giám đốc nghệ thuật và âm nhạc mới, ông Alexander Shally. Quý vị vừa xem câu chuyện về quá trình hoạt động của ông cũng như những điều ông dự định về tương lai của dàn nhạc này. Nếu quý vị có ý kiến hoặc muốn mua vé hoặc là tìm hiểu thêm về dàn nhạc giao hưởng, xin vào pacificsymphony.org. Tường trình từ Costa Mesa, Thanh Thảo, Việt Vi TV.